mình với trời vậy? Mình với trời vậy đó. Đổ đổ rồi sáng đổ rồi mà chạy lại về nè. Linh ép mồi rồi lưới ra nè. Chốt nữa. Ủa con cá ép mồi nè. Đen nè. Cá này mùi gọi một đú chạy mấy kilo. Đi qua để mà tìm hiểu hoàn cảnh của cô thì anh này anh rủ mình đi đồng chơi, đi luôn. Bây giờ mình dở dớn tiếp tục anh ha. Ơi. Anh có gia đình chưa? Có gia đình chưa? Chưa hả? Anh làm cái nghề này lâu chưa? Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? À, mới làm chung với ông anh làm nè. Thì cảm cảm mà chạy lên đây ngồi trên xuồng gì hết cảm luôn rồi. Anh chào với anh Tuấn là sao? Bạn. Bạn hả? Không, mẹ bảo chứ không chứ. Dạ. Lên đây rồi quen biết anh em. Vậy là anh chào hướng dẫn anh Tuấn đi đặt như thế này. Không, chứ anh thứ tư. Cái anh là mầm á nhà. Mỗi một mùa gì tụi anh sức vốn vào khoảng bao nhiêu vốn? Mùa này mình lấy lại vốn chưa? Mùa lấy lại luôn rồi. Lấy lại luôn rồi. Dạ, nhà mùa rồi. Mùa này thì chưa lấy lại. Dạ, mùa nay mua cũng mấy triệu mà chưa lấy lại. Tổng dây mình bán tầm 5-6 triệu gì chưa? Dạ, tầm mua tới giờ có 5-6 triệu chưa? Bữa bao 100, 200-300. Mùa rồi thì nhẹ một ngày 3 triệu mấy, 4 triệu. Rồi, mấy 4 triệu. Đó chắc vui lắm anh ha. Dạ, đêm đi rồi để tới 4-5 giờ sáng mới về ngoài nó lên chạy lắm lên. Cái này cái cảnh quan này nhìn đã quá ta. Mình một cái vớn như thế là mình đặt tốn thời gian nhiều không anh Trào? Một cái vớn như là 2 tiếng đồng hồ á, là 3 ngữ nha. Bao lâu thì mình sẽ di chuyển cái vớn đi chỗ khác? Nếu mà nước lên nhập mặt nước đó thì mình chờ dài dài mới gò. Nước lên thì mình dời đi. Dạ, nước lên mình dời đi. Nước nó lên tới đâu thì mình dời đi đến dạ, đó. Dời đến đó. Còn nước ngập sâu quá thì sao? Sâu quá mình neo luôn. Neo cả nước chân. Nhưng mà mình vẫn thăm bình thường. Dạ, vẫn dở bình thường, nhưng cũng vẫn chạy bình thường à. Cái nước của miền Tây gọi nó nước bò, người ta gọi là nước bò lên. Mà khi mà nước ngập bò lên tới đâu thì vớn sẽ dời đi theo cái con nước bò để con cá nó chạy theo. Cá đi theo luồng nước á. Tự nhiên gặp cái này cái cảm xúc ghê luôn á. Trước đây khoảng hơn 10 năm về trước việc đi xuồng đó là chuyện bình thường và gặp mấy cái cảnh này không có gì lạ, nhưng mà tự nhiên ngồi đây nó cảm thấy nó bùi ngùi sao á. Em nói đó anh, em đâu tìm được cái nước lũ gì không tới hả anh Trào? Dạ này của anh Tứ, nhà dòng này của anh Tứ. Bọn em tới chung trình cá luôn đó là điên điển kìa, lát nữa mình hái điên điển cho đi nha, lát nữa mình quay lại hái điên điển miếng nhanh nha. Miền Tây mà. Ủa cô chú đó đang làm gì đằng đó vậy? Chú đông dưới ốc. Ốc kia chờ lương nha. Biết đâu, không sao. Đỡ không có chạy về nãy. Không có cá nữa. Tại nãy mới đổ nãy giờ. Ồ wow. Kìa có con cá. Cá linh. Đó được một mớ cá linh nè. Cái gỗ. Con cá này là cá trèn. Khô cá trèn làm ngon lắm á. Ừ. Cái này cá kết. Cá kết hay cá trèn anh? Cá kết.
có ngành không? Em cầm có sao? Ô, không, sao? Không, ngành, ngành. Nó không sao, em cầm đây bình thường. Anh cá linh nè. Được rồi, ba con sót lại nha. Đổ cái đằng này luôn hả anh Trào? Dạ, đổ đồng đi cho mấy anh em coi. Ờ. Chiếc này của ông anh chứ phải của em bên kia kìa. Dạ. Cái em chiếc này cạn à. Nó làm gò. À, cũng ngang trên đầu gối hả anh hả? Dạ, ở đây mà cái lớn nó cạn à. Đổ gì tối có tối có lạnh không anh Trào? Không, mùa mà năm nay thôi mà không có gió lạnh bọng chân á, có mùa rồi á. Có rồi gió lạnh tôi cũng quen. Cái phần mình đi giếng cũng quen. Chết là không. Mỗi một xuồng như thế là mình sẽ đi mấy người anh Trào? Một người chạy, một người xuống đổ ha. Vậy thì anh Trào có vợ chưa ta? Có rồi, có vợ. Hai vợ chồng đi hả? Dạ. Ồ, có cái linh nữa kìa. Ồ, à, này, này là này chạy mạnh rồi đó hả anh Tuấn? Ừ. Rồi, đó hồi sáng rồi. Đó rồi mà chạy lại về nè. À. Linh ép mỏi rồi, tôi lấy ra nè. Chốt nữa. Ồ, con cá ép mỏi nè. Đen nè. Cá này mùi gọi bột đú, chạy mất dưa. Phong biết cá ép mỏi không ta? Cá ép mỏi hôm trước mình ăn nó Phong? Em thấy cái nhỏ là mê à. Có cái lô kiến rồi kìa. Dạ, cái lô kiến con. Kiến đổ vô kia, đổ một cái chạy mười mấy con, con nào nó vậy nè. Lần đầu tiên được cầm con cá linh à. Mùa đầu tiên, mùa nước đầu tiên á. Ừ. Em thả cái này nha. Con thả dần quá. Một cái giỡn như thế là này là chạy mạnh rồi đó hả anh Trao? Dạ, nó mới đổ hồi nãy mà đổ lỡ gì là có chạy mạnh rồi đó. Ừ, tụi em may mắn á. Cô chép chẳng là gì đó. Đâu? Cũng củng chẳng đó. 4-5 người luôn. Ở đâu ba? Thẳng cái giỡn xanh xanh đó. Làm gì anh? À? Ờ, đặt giỡn hay gì á? Đặt giỡn. Ờ, con cá này Phong biết không ta? Dạ không. Đang đặt cái gì kìa? Cá này là cá linh luôn á. Cá cơm. Cá cơm. Cá cơm đúng không? Cá thiểu hay cá tô cơm? Cá thiểu. Đó, ngày chàng vô giới xanh xanh đó. Ừ, cá thiểu, cá thiểu. Cá thiểu là một cái loài cá mà nó ăn rất là ngon, nó thơm. Cá thiểu mà kho kho lạc là khỏi chê ha. Có tiêu khỏi chê. Mở dữ lắm. Nè Phong, cá ép mồi nè Phong. Chạy lại nói kìa. Ép mồi. Ờ. Cái gì? Ông đang vô giới nữa kìa. Những người mà làm nghề đánh bắt này nè, chỉ sợ lỗ thôi chứ không bao giờ sợ đói. Sợ không đủ tiền xăng nên. Ờ. Em thấy là rau muống như thế này nè, rất là ngon luôn. Rau muống đỏ đó không? Rau muống nó chua ngon nhất luôn hả? Chú đang di chuyển giỡn mình đi hả? Có cá không chú? Bên đây nè. Ờ, nước cạn. Hai cha con rồi chú hả? Cá linh. Cá linh ít quá. Ốc nhiều. Ốc. Cua nữa. Có gì bắt nó. Cây này là mình ghim dưới nước thôi chú. Em sẽ khoảng 5 ngày thì chân của em sẽ bị nước ăn thôi chú. Chân của mình á. Nước ăn lở lét hết nè. Và người ta sẽ xức thuốc đỏ. Nước này nó có lúa gom gạ nên người ta gọi là nó sẽ dễ gây ngứa lắm. Chân chú nứt chưa? Chưa, mới lúc này làm à. Mới làm à hả? Có thằng con nó làm không ngại. Cái cảnh thanh bình ghê mà dân cực cực khổ ghê. 40 cái đú rồi đại được mấy cái. Dạ, cái chót được 3 kg.
chắc mười trăm rưỡi nghìn gì đó. Thấy đến đâu nước nó lên nhảy lên trên này nằm khỏi đỡ giờ dớn, nhảy lên đây nằm đá khô gan luôn. Mình hay mình với trời, thông tin với mọi người luôn, cái cây mà cặm cặm như thế á thì người dân ngư dân ở đây người ta sẽ gọi là cây đài. Và cây đài nó có nhiệm vụ nó sẽ làm cho căng lưới và những cái con cá nó sẽ lội cặp theo cái đường lưới này và đến cái khu đằng kia. Mà phức tạp nhất là cái đó là khoảng mình làm nó để cho nó có một cái khoảng trống để nó chui vô ha anh Trâu, người ta gọi là cái bầu phải không anh? Thường thì cái đường ven lưới này làm khoảng bao nhiêu mét anh? Còn cái đú ở đằng sau này là nó dài bao nhiêu? Năm mét. Năm mét hả? Ở đây người ta gọi là cái bầu để cho cá nó vô, nó có thể đi qua hai bên. Nó vô rồi nó có ra được không anh? Không. Vô là vô đú chứ không phải đi ra. Tại vì đặt cái kiểu mũi tàu này dẹp là con cá chạy giọt cho đúng. Em cái phức tạp đó đó, cái cổng vào đó. Giống như cửa ngục vào á, nhưng mà đây một cửa thôi. Nó sẽ cặp theo hai bên nữa phải không? Cái này đặt cái cửa nhỏ thì cá nó dội ra vô. Cái cửa nó bự một chút. Nó vô thì nó ở trong này, nó sẽ có ba cửa, hai cửa đi ra. Bên kia một cửa, bên đây một cửa nè. Ra mà mắc kẹt ở đó. Mình cũng sáng tạo vậy đó. Cái cá nó mà qua đây. À. Nó vô đây cái nó ở trong này suốt. À. Còn muốn đi ra đi vô đường này. Đường đúng này. Rồi. Dính lưới, vàng thằng lưới. Đây cũng kinh nghiệm lắm á. Kinh nghiệm mấy trăm năm hết chứ. Ừ. Dân nhỏ thì có 50 thước hơn, còn dân lớn thì khi 100 trong ngoài thước cũng có đường đăng nó. Trời. Có đôi khi là đổ lại dính gắn trung á Phong. Nhiều loại rắn. Có cá này. Nó chốt con nhất. Ít quá. Có mấy con à? Có con cá chạch. Ốc không à? Ốc sao nó bò vô dữ ta? Không nhiều thôi khỏi đổ ấy. Dở lên vậy là thấy hoang mang hả anh Trào? Thấy buồn. Dở lên là thấy không có cá là thấy cái bụng buồn luôn. Thấy con rắn là mừng nhất hả? Rắn cũng được có mắt luôn nè. Mấy chục ngàn ký. Ra thì ngư dân khổ thiệt. Một ký cá linh thì ở đây họ chỉ bán 100 ngàn đến 110 ngàn. Nhưng mà ra ngoài chợ thì bán khoảng gấp 3 lần. Là khoảng 300 đến 400 phải không? 300 ngàn. Cá lăng nó mua có 50 ra bán 200. Con cá gì? Cá lăng. Ồ vậy hả? Bán 1 kg nó là 3 kg mà. Mua 50 bán 200 tính đi. Cá chẹn mua có 100 bán ra 200. Ủa sao sao mình không nâng giá lên một lượt? Cắt cái mình nâng giá ví dụ. Tại vì nó đều lọt với nhau, nó ép mình nâng được. Mình cũng cái muốn này là làm món gì ngon nhất anh? Lúc gỏi này kia mà ngon. Ở đây chắc không có đi mua đâu đúng không Trâu? Dạ đây rau không mua. Rau đợt rồi bông điển thì để bông điển. Rồi bé tiếp đây rồi nó chấm nạnh nữa. Rồi qua đó cái thuận chắc còn à. Sao không? Thuận này là quả gì? Mà chắc không chết đuối đâu sợ. Cạn cái thằng heo quá. Cạn. Hái nghe giòn gụm luôn á. Đâu. Biết cái linh với bá kho chứ không biết. Chứ bá kho cái linh đó. Bóp gỏi chấm đó. Trời. Tính đường ngon nghe không? Uống vài xì rượu ha. Lát nghe ra ăn cơm hả đi. Trời ơi. Tại trước lạ sao quen mà anh em mình. Từ sao tụi em ở với anh một đêm luôn. Thật ra thì anh nghĩ rằng khi mà sinh ra sống ở trên đời,
cảm thấy vui là được rồi. Anh làm như thế này anh cảm thấy nhàn, anh có chịu đi làm công ty không anh Trọng? Không, công ty rồi đó giờ cũng không thích đi Sài Gòn á, làm như quê vậy đó. Tại vì mình đủ ngày hết, nếu mà dớt vô mà đi cào có nháo, không thì đi chạy mà cắt người ta. Dạ. Đó thích cũng thích đi, cố làm. Đi cảnh nào còn tháng hay gì à. Sống cảnh ở đây quen rồi hả? Quen rồi, đi cảnh chút nổi. Đây mình có ngóc ngóc cao cao thì mình chứ được. Về nhà tối mình ăn ngon ngủ yên. Dạ. Ở đây kiểu là mình ăn nha. Sẽ làm chậm chữ mình đâu có việc hải lên ta đâu. Mình đi mình tích lắm. Nói sao nói được giờ mình có tao mà. Giờ mình đi sắp quê mình đi lên khác. Đủ thứ kho à, có cái linh với cái mì dinh nè có lạc với lại rau muống bắp gỏi. Chào chú. Cái này là nhà mình thì ăn chắc khoảng bao nhiêu người hết à? Mình sáu người ờ. Bắp gỏi rau muống chua kiểu miền Tây. Cái miền Tây dạ. Món này ngồi ăn cá kho lạc ra thì còn ăn một món cực kỳ ngon, đó là thịt kho kho rượu á, à. Kho với trứng chấm ăn là số 1 luôn. Khi mà mình quay cái đoạn băng này á, chắc chắn mọi người sẽ có rất là nhiều bình luận chắc chắn nói về chuyện tại sao sử dụng nước ở dưới dòng kênh này, nhưng mà cái nếp sinh hoạt với người dân ở đây thì đâu có gì đâu đúng không anh? Đúng rồi, sử dụng cả nước dưới kênh này để sinh hoạt luôn, nấu nướng ở dưới này luôn cô ha. Nước mình nấu mình nóng phèn à. Bánh phèn đổi thì uống nước đổi. Còn ở nhà thì có bình có tủ lọc á, mua tủ lọc lọc uống khỏi đổi. Làm sao có thể đổi thì uống. Còn ăn uống thì không phèn. Chín trơn rồi, chọn cá nha. Sáng nay ăn còn non quá. Cày chỗ hết à. Ăn cơm nó đi, cơm nó đi nè. Dạ, được đâu cô ơi. Làm mà làm cho em xin cơm đi. Ừ, cô ơi, tụi con đi chơi với lại anh Trào với lại anh Tuấn. Tuần sau thì tụi con sẽ quay trở lại nha cô. Ừ. Cô ăn cơm vui vẻ nha, ngon nha. Dạ, tất cả con xin phép nha. Ăn cơm nó đi. Dạ, thôi đi, vừa dạ, cơm đi. Ở nào ở đây ăn cơm đi. Dạ được rồi anh Trào ơi, tụi em còn công việc. Ăn cơm đi. Còn cá trứng rau nữa được rồi. Thôi để tuần tới đi ha.